Dạ, xin mến chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo mới nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, chúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay ngày 28 tháng 9 ghi nhận sự điều chỉnh tăng từ 200 đến 300 đồng một kg với một số giống nếp, trong khi các loại lúa gạo giá vẫn duy trì ổn định. Tại An Giang, giá lúa nếp hôm nay tăng với một số giống nếp như nếp Long An khô tăng 300 đồng lên 6.400 đồng một kg. Nếp vỏ khô tăng 200 đồng lên 6.700 đến 6.900 đồng một kg. Các loại nếp khác như nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi tiếp tục có giá 4.200 đến 4.300 đồng 1 kg. Nếp tươi Long An ở mức 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Lúa AR 50404 giữ ở mức 4.500 đến 4.800 đồng 1 kg. Lúa OM 9582 tiếp tục có giá 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg. Lúa Đại Thơm 8 ở mức 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. OM 5451 giá từ 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Lúa OM 6976 giá từ 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. Lúa em 18 có giá từ 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Nàng hoa chín có giá 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Nàng nhen khô có giá từ 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Tại Cần Thơ, hiện giá lúa tươi bán tại ruộng ở mức thấp hơn so với lúa vụ đông xuân 2020-2021. Hạ thu 2021 từ 600 đến 1.000 đồng một kg. Cụ thể lúa ER 5404 có giá từ 4.400 đến 4.600 đồng 1 kg. OM 5451 từ 4.900 đến 5.300 đồng 1 kg. OM 380 có giá từ 4.200 đến 4.500 đồng 1 kg. Đài thơm 8 có giá từ 5.400 đến 5.600 đồng 1 kg. Giá các loại gạo hôm nay cũng tiếp tục đi ngang. Cụ thể tại các chợ của An Giang, gạo thường ở mức 11.000 đến 11.500 đồng 1 kg. Gạo nàng nhang có giá 20.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 16 đến 18.000 đồng 1 kg. Gạo giác min có giá từ 14 đến 15.000 đồng 1 kg, hương lại 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg. Đàn hoa 16.000 đồng 1 kg, sóc thường 14.000 đồng 1 kg, sóc thái giá 18.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan giá 20.000 đồng 1 kg, gạo Nhật giá 19.000 đồng 1 kg và nếp ruột có giá từ 13 đến 14.000 đồng 1 kg. Theo báo Cần Thơ, vụ lúa thu đông 2021, nông dân thành phố Cần Thơ xuống giống với tổng diện tích gần 70 ha, đạt 120% kế hoạch và cao hơn 1.300 ha so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, lúa thu đông đã bắt đầu thu hoạch năng suất bình quân từ 5,5 đến 5,6 tấn trên 1 ha. Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đánh giá đây là vụ sản xuất thuận lợi về thời tiết, dịch bệnh, sâu hại ít xuất hiện. Lúa thu đông thu hoạch có năng suất cao hơn vụ lúa hè thu vừa qua khoảng từ 0,2 đến 0,4 tấn trên 1 hectare. Trừ chi phí sản xuất, vụ lúa thu đông này nông dân thu lợi nhuận không cao hơn vụ đông xuân và hè thu nhưng vẫn nhưng bà con vẫn vấn khởi vì đây là vụ lúa trúng mùa. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về chi tiết và đầy đủ nhất về giá cả một số giống lúa khác cho bà con tham khảo. Lúa em, sau chỉ bị 6 lúa khô, 6.500 đến 6.800 đồng 1 kg Lô em 6976 lô tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg Lô em 4 9, lô tươi 5.7 đến 6.000 đồng 1 kg lô em 18 lô tươi 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg lô em 4218 lô tươi 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg lô em 5451 lúa khô 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg lô em 5451 lú tươi

6 6200 đến 6400 đồng 1 kg lúa st24 lúa tươi có giá từ 6.000 đến 6.300 đồng 1 kg lúa st25 lúa tươi có giá từ 6100 đến 6400 đồng 1 kg lúa đài thơm 8 lúa tươi có giá từ 5.600 đến 5.800 đồng một kg lúa đài thơm 8 khô có giá từ 6.900 đến 7.000 đồng 1 kg lúa nàng hoa chín lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg Lúa RVT lúa tươi Có giá từ 5.600 đến 5.900 đồng 1 kg Lúa thơm đài loan lúa tươi 6.300 đến 6.500 đồng 1 kg Hương châu 6 lúa tươi 4.700 đến 4.800 đồng 1 kg Lúa nhật DS1 lúa tươi 5.200 đến 5.300 đồng 1 kg Lúa nàng nhan lúa khô 11.000 đồng 1 kg Lúa giặc min lúa tươi 5.700 đến 5.800 đồng một kg. Lúa ER 50404 lúa tươi 4.600 đến 4.900 đồng một kg. Lúa ER 50404 lúa khô có giá từ 5.300 đến 5.800 đồng một kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại thuốc trừ sâu cũng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con tham khảo. Bà con nhớ tuân thủ tốt mọi chỉ thị của chính quyền địa phương để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.